Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, thông qua số điện thoại 0339 414 354 sẽ tiếp nhận xử lý tình báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tin báo bằng văn bản và tin báo trực tiếp được tiếp nhận tại trụ sở Bộ Chỉ huy số 142 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Theo quyết định số 195 trên quy đề BCD 389 của Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phản ánh của tổ chức cá nhân về vụ việc hành vi có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực này. Tin báo thông qua các hình thức điện thoại, điện tử, email, văn bản trực tiếp.